về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjack. Và ở video lần này, cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với phần tổng hợp từ vựng của tiếng Anh lớp 6, bài số 9 với chủ đề là các thành phố trên thế giới, Cities of the World. Và ở phần này, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với danh từ đầu tiên, danh từ vacation bằng với danh từ là holiday, mà ý nghĩa là kỳ nghỉ. Tiếp theo, hai tính từ để miêu tả một thành phố hoặc là miêu tả một cái tính chất một cái việc gì đó. Exciting hoặc là interesting, mà ý nghĩa là thú vị. Tiếp theo, danh từ bãi biển, beach. Danh từ địa danh hoặc là nét đặc trưng của một nơi nào đó sẽ là landmark. Một vài tính từ để miêu tả thành phố cô đã tổng hợp lại thông qua bài số 9 như là tính từ crowded, đông đúc này, old, cổ, strange, kỳ lạ, narrow, chật hẹp, amazing, và nó sẽ có thể bằng với từ là wonderful, kiểu tuyệt vời đến mức là khiến chúng ta ngạc nhiên vì cái thành phố đó. Với tính từ đó là quiet, yên tĩnh, cũng dùng để miêu tả một thành phố. Để miêu tả đồ ăn thì chúng ta có thể dùng là delicious hoặc là tasty. Miêu tả với con người có hai tính từ chúng ta đã học ở bài số 9, đó là friendly và helpful. Miêu tả về thời tiết bên cạnh những cái tính từ như là warm là ấm áp này, hot nóng này, cool là mát mẻ và cold là lạnh, thì chúng ta có một vài những cái tính từ được tạo nên từ danh từ thêm đuôi y như là rainy có mưa này, sunny nhiều nắng, windy nhiều gió, snowy nhiều tuyết, và tính từ dry là hanh khô. Và với câu hỏi đó là what's the weather like in, là thời tiết thì như thế nào ở đâu đó, đúng không? Câu hỏi về thời tiết. Tiếp theo chúng ta có danh từ, đó là danh từ building, mang ý nghĩa là tòa nhà. Danh từ building, tòa nhà này, với biểu hiện đó là to be famous for hoặc là to be well known for, nó sẽ mang ý nghĩa là nổi tiếng vì điều gì. Với danh từ là street food, đồ ăn, đường phố. Danh từ store, quầy hoặc là gian bán hàng. Palace mang ý nghĩa là cung điện. Với danh từ là float market, chợ nổi này. Postcard là bưu thiếp, tấm bưu thiếp. Coast thì sẽ là bờ biển, kiểu duyên hải á. Pagoda, chùa. Tower, tháp. Bank thì bình thường nó sẽ mang ý nghĩa là ngân hàng, nhưng mà trong cái bài số 9 này, khi nó liên quan tới các dòng sông thì nó sẽ là bờ sông nhá. Harbor mang ý nghĩa là bến cảng. Shelf, vỏ sò. Roof là mái nhà. Visitor, du khách. Động từ climb to somewhere là leo lên đâu, trèo lên đâu. Và chúng ta có danh từ top là đỉnh, ví dụ như là climb to the top of, đúng không? Là trèo lên đỉnh của cái gì đó. Với biểu hiện đó là to be proud of something, mà ý nghĩa là tự hào vì cái điều gì đó. Và danh từ là ancient town là phố cổ, ví dụ như là ancient town Hội An, phố cổ Hội An, đúng không? Hoặc là Hội An ancient town, phố cổ Hội An. Tiếp theo thì sẽ là về phần ngữ pháp. Với ngữ pháp tính từ sở hữu và đại từ sở hữu thì chúng ta có tính từ sở hữu, nó sẽ có danh từ đi kèm ngay đằng sau, mang để thể hiện là cái danh từ này nó thuộc sở hữu của ai. Thì trước đó chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về các chủ ngữ như là chủ ngữ ai, tôi này, và chủ ngữ ai sẽ có tính từ sở hữu là my, của tôi, ví dụ như là my father, bố của tôi, đúng không? Còn đại từ sở hữu thì nó sẽ thay thế cho cả cụm tính từ sở hữu và danh từ, nghĩa là cái danh từ này sẽ phải là được nhắc tới ở phía trước đó rồi. Ví dụ cái my này nó sẽ có thể thay bằng là, nó sẽ có thể thay cho my father, nhưng với điều kiện là cái danh từ father đã phải được nhắc tới trước rồi. Chủ ngữ we, chúng tôi, của chúng tôi, our, và đại từ sở hữu ours, teammate, bạn. You, tính từ sở hữu your, và đại từ sở hữu yours, teammate, để là thay thế cho cả your và danh từ. Chủ ngữ they, họ, tính từ sở hữu their, của họ, và theirs, teammate, sẽ mang ý nghĩa là đại từ sở hữu, vẫn mang ý nghĩa là của họ, cái gì đó của họ. Nhớ nhá, là nó đã thay thế cho cả tính từ sở hữu và danh từ rồi. He, anh ấy, tính từ sở hữu his, của anh ấy, và đại từ sở hữu vẫn là his, của anh ấy. She's, cô ấy, tính từ sở hữu her, của cô ấy, và đại từ sở hữu hers, teammate. It's, nó, tính từ sở hữu sẽ là it's này, nhớ nhớ là nó không có dấu phẩy s ở trên đâu, và đại từ sở hữu vẫn là it's. Với các danh từ riêng thì chúng ta sẽ có là phải s ở các danh từ riêng. Đó chính là lý do tại sao mà có rất là nhiều bạn bị nhầm cái is phải s thành tính từ sở hữu. Cái is phải s đó là nó viết tắt của it, và với to be là is nhá. Rồi, và bên cạnh đấy thì với tính từ sở hữu nó sẽ có thể có cấu trúc đó là tính từ sở hữu cộng tính từ và cộng với danh từ. Tính từ này để miêu tả cái danh từ này, ví dụ như là
My beautiful girlfriend chẳng hạn, bạn gái xinh đẹp của tôi, đúng không? Bạn gái xinh đẹp của tôi. Rồi, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng có học về cái phần đó là thể hiện cái câu cảm thán với các từ what, đúng không? Và cô cũng cung cấp thêm cho chúng ta là từ cảm thán với từ how. Vậy đầu tiên, cảm thán với what thì chúng ta sẽ có cấu trúc đó là what cộng với an, mã từ an, tính từ và danh từ. Chúng ta chỉ dùng an khi cái danh từ này là danh từ đếm được số ít thôi nhá. Ví dụ cô có là what a narrow city. Ồ, thành phố này chật hẹp nhỉ. Đó, thể hiện cái sự cảm thán. Còn nếu nó là danh từ không đếm được hoặc là danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ không cần mã từ an ở đây nữa mà chỉ là what cộng với tính từ cộng với danh từ. Đó. Ví dụ như là what beautiful weather, đúng không? Weather là danh từ không đếm được nên không cần có hay là an gì ở đây cả. Còn với câu cảm thán với how thì nó sẽ có cấu trúc là how cộng với tính từ, chủ ngữ và to be, dấu chấm than. Còn nếu dùng trạng từ thì sẽ là how trạng từ, chủ ngữ cộng với động từ. Ví dụ how hot it is, trời thật nóng. Đây là dùng với tính từ to be, đúng không? Còn nếu dùng động từ và trạng từ sẽ là how well she sings, cô ấy hát thật hay. Đó, well là trạng từ và sing là động từ. Tiếp theo thì sẽ còn một vài những cái từ vựng chúng ta có thể học được thông qua bài số 9 thôi. Còn một vài từ. Ok, đầu tiên thì sẽ là hai cái danh từ chỉ địa danh chỉ về quốc gia, đúng không, mà hay bị nhầm lẫn, đó là Thụy Điển và Thụy Sĩ. Khi chúng ta có Thụy Điển thì sẽ là Sweden và Thụy Sĩ sẽ là Switzerland. Switzerland, được chưa? Rồi, với danh từ landscape mà ý nghĩa là phong cảnh, quang cảnh. Động từ rent, thuê hoặc là mượn. Danh từ helmet mà ý nghĩa là mũ bảo hiểm. Souvenir mà ý nghĩa là quà lưu niệm. Go sightseeing, động từ ngắm cảnh, đi ngắm cảnh. Và wander mà ý nghĩa là đi dạo, ví dụ như là wander around, đi dạo quanh đâu đó. Thì đó sẽ là một vài những cái từ vựng cũng như là ngữ pháp chúng ta đã học thông qua bài số 9. Và nếu chúng ta vẫn còn những cái từ vựng mà chúng ta chưa biết thì hãy cứ comment ở bên dưới, hoặc là chúng ta có thể lên trang web đó là hỏi đáp Việt Jack để chúng ta hỏi và các thầy cô sẽ trả lời nhé. Ok, cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.